Hi, Mai xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì Mai quay video bằng buổi tối mọi người. Hôm nay thì Mai sẽ review những cái một số bánh nội địa của Trung Quốc nha. Đây là bánh bánh bông lan. Bánh bông lan này thì có trà bông, Mai sẽ để đây. Mai sẽ để những chiếc bánh lên trên bàn rồi mình review. Bánh mà Mai đã xếp lên bàn hết rồi nè. Giờ Mai sẽ uống một miếng nước trước. Ăn mấy cái bánh này thì phải có một ca nước mọi người. Tại vì ăn bánh rất là khát nước luôn. Đây là Mai không biết bánh này là bánh gì nữa, Mai thấy trong siêu thị có Mai mua. Mai sẽ mở cái bánh này ra. Mùi rất là thơm luôn mọi người, thơm mùi mùi bánh bông lan. Đây, chiếc bánh rất là mềm luôn. Mai nghĩ bên bánh này chắc bên trong có phô mai. Mà mời mọi người nha. Bên trong có một lớp lớp kem. Ăn vô thì bên ngoài cái vị bánh này mọi người. Bên ngoài thì có vị sữa. Bánh rất là mềm. Bên trong thì có một lớp kem, kem phô mai. Ăn ngon, rất là ngon. Cái này là trà sữa. Mà thấy nó ghi là trà sữa. Có mấy cái hộp giống trà sữa lắm nè. Mai thử mở cái hộp ra. Đấy là Mai chưa ăn qua cái loại trà sữa này luôn mọi người. Người ta cho mình sẵn một cái muỗng như thế này luôn. Ơi thạch như là một cái lớp, cái này chắc là thạch rau câu đó mọi người. Mùi rất là thơm luôn, thơm mùi trà sữa. Đúng, này là trà sữa luôn. Mùi cà phê, ngửi thì thấy mùi trà sữa mà khi ăn cái này là thạch rau câu nè. Khi ăn vô thì có mùi cà phê mọi người. Tiếp theo thì Mai sẽ ăn tới cái này là hamburger. Hamburger loại mà mini á. Cái hộp này người ta làm rất là đẹp luôn. Đây có một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, năm lớp. Có năm lớp luôn mọi người. Hamburger. Rất là dai luôn. Dai quá mà bỏ hết vô miệng luôn. Bên trong cái hamburger này chua chua. Cái hamburger khi nãy rất là dai luôn mọi người. Cái hamburger khi nãy thì nó rất là dai. Giờ Mai sẽ ăn tới một cái loại bánh cũng là bánh bông lan luôn. Như trong đa số trong mấy cái bánh này nè mọi người, Mai mua là như bánh bông lan là nhiều. Đây, một loại bánh bông lan.
mùi rất là thơm. Thơm mà mềm đó mọi người, mềm mịn. Mà mời mọi người nha. Bánh bông lan này thì nó có 3 lớp. Mỗi lớp thì nó có tráng một lớp kem mỏng mọi người. Ăn vô thì nó không làm mình cảm giác nó ngán mấy. Cái lớp vỏ bên ngoài này là một cái lớp vỏ lá dứa, ăn rất là thơm. Mai quay ban đêm và quay video bằng ban đêm mọi người. Bây giờ Mai thường quay video ban đêm thường 10 giờ. Ăn đêm rất là mập luôn, ăn đặc biệt là ăn mấy cái đồ ngọt. Mà sẽ để cái bánh này qua bên ăn tới món khác. Chứ một cái bánh bông lan này rất là nhiều. Ăn hết là no, không có ăn được mấy cái món này, ăn được mấy cái bánh khác nữa. Đây, bánh này rất là ngon luôn nè. Nó có nó thơm, rất là thơm mùi trà bông luôn mọi người. Nó có một lớp trà bông nè. Mà mời mọi người nha. Cái bánh này, cái lớp trà bông của nó quấn quanh hết luôn. Ăn rất là thơm. Mai đặc biệt, Mai khoái ăn trà bông đó. Mỗi cái thì Mai ăn là vì ăn nhiều quá không ăn. Kiểu như bánh bía vậy luôn mọi người. Giống bánh bía rất là giống luôn. Hình dạng nó cũng giống đó. Bên trong nó cứ nhìn mà nó y chang bánh bía luôn nè. Ăn nó ngạn của họng, nuốt không nổi luôn mọi người. Cái nhân bên ngoài á là nhân bánh đậu xanh, bên trong một lớp kẹo y chang mật ong vậy. Khi cắn ra nó rất là kẹo luôn. Này không biết là gì nữa. Mà thấy viên nhỏ nhỏ như là Milo. Mà xé ra thử. Bên trong là một viên kẹo Milo. Đây. Thơm. Thơm mùi đặc trưng của Milo luôn mọi người, chứ không phải là sô cô la hay là cacao gì hết. Giòn. Ban đêm ăn mấy cái kẹo rồi xong mọi người. Ăn xong là phải đi đánh răng liền.
loại bánh này nha. Thì nãy thì Mai có ăn một cái loại bánh này. Bánh này bên trong nó mềm luôn, rất là mềm luôn. Bên trong có một lớp kem, ăn cảm giác rất là ngán. Như đây mấy bánh mà Mai mua đây nè, là những cái món bánh mà ăn vô béo đó mọi người, ngán ngậy luôn á. Nhưng mà cũng ngon, có cái hơi béo à. Bánh này bánh quy giòn mọi người. Nó bị vụn nó hết trơn luôn. Bánh này chắc là bánh hột gà. Cái mùi nó khó tả, béo. Cắn luôn một miếng rau luôn. Mà sẽ ăn tới cái hamburger. Tuy nó dai, tuy cái hamburger này nó dai thật mọi người, nhưng mà ăn nó không có ngán như mấy bánh nè. Vị nó chua chua. Clip tại đây nè mọi người. Tại vì bây giờ cũng rất là khuya rồi. Mai thường thường quay video khuya xong thì cũng tầm 11 giờ mấy, 12 giờ mọi người. Cho nên Mai sẽ tạm dừng clip tại đây. Mấy cái bánh này Mai sẽ để lại. Tại vì nó béo quá mọi người. Bánh nào nó cũng có kem, Mai ăn không nổi thật sự. Mọi người thông cảm cho Mai. Thì bây giờ Mai sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Mai thì cho Mai xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho Mai nha. Mai chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.